Ok, xin chào tất cả các anh chị trader đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Đây là video phân tích vàng, Forex và chứng khoán Mỹ theo transaction. Tuần vừa rồi chúng ta đã có một cái đợt chốt lời rất là tuyệt vời ha, chốt lời rất là tuyệt vời đối với chứng khoán Mỹ. Chưa phải chốt lời hoàn toàn nhưng mà chúng ta vẫn có những cái giao dịch chốt lời, và thời điểm hiện tại là chúng ta hoàn toàn có thể chốt lời hoàn toàn tất cả những giao dịch mà chứng khoán Mỹ rồi. Đấy, ngoài ra những giao dịch về cái thị trường vàng, thị trường hàng hóa cũng như là thị trường forex tiền tệ cũng đang có những tiến triển. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video để đánh giá xem cái ba cái thị trường chúng ta giao dịch nó đã tiến triển tới đâu rồi. Bây giờ chúng ta cùng đi vào video thôi. Ok, trước khi vào video thì nếu mà anh chị muốn giao dịch cái chứng khoán Mỹ mà một cái sàn giao dịch mà có thể hỗ trợ nhiều cái mã chứng khoán, như là những cái mã chứng khoán mà Hoài đang khuyến nghị trong cái video này cũng như là những video phân tích chứng khoán Mỹ lần trước, thì anh chị có thể tham khảo cái sàn giao dịch currency.com. Đây là sàn giao dịch vừa hỗ trợ tiền điện tử nè, hỗ trợ vàng forex nè, và rất đặc biệt đó là hỗ trợ chứng khoán Mỹ nha anh chị. Chứng khoán Mỹ rất là nhiều mã, hầu như tất cả những mã mà Hoài phân tích trong những cái video mà trong video này cũng như là những video sắp tới đều sẽ có trên cái sàn currency này. Và nếu anh chị mở cái tài khoản theo cái link của Hoài để bên dưới thì anh chị có thể nhận được một cái phần thưởng tiền mã hóa đến 100 đô và được giảm 12% phí giao dịch. Nè, bây giờ chúng ta cùng đi vào video vàng. Ok, với cái thằng vàng, với thằng vàng này thì tuần vừa rồi anh chị nhớ là chúng ta đã có một giao dịch dừng lỗ vàng đúng không ạ? Chúng ta đã có một giao dịch dừng lỗ vàng. Nhưng nếu anh chị đã tham gia nhóm Telegram thì anh chị sẽ hiểu được cái khái niệm, đó là khái niệm re-entry. Re-entry tức là như thế nào? Re-entry tức là vào lệnh lại. Tiếng Anh là re-entry, bây giờ chúng ta dịch ra là vào lệnh lại sau khi chúng ta bị dừng lỗ. Nhưng trong cái bối cảnh thị trường đó chúng ta thấy là khả năng, tức là chúng ta bị dừng lỗ chỉ đơn giản là cái sự ngẫu nhiên của thị trường mà thôi. Cái khả năng mà dự đoán chúng ta đúng là vẫn còn rất là cao, đặc biệt là trong cái tình huống như thế này. Anh chị thấy vàng nó đang tích lũy bên trong một cái hộp đúng không ạ? Chúng ta vẽ cái hộp này lâu rồi. Nhưng mà sau khi chúng ta bị dừng lỗ, sau khi chúng ta bị dừng lỗ thì thằng vàng nó không có giảm tiếp. Anh chị thấy cái dấu X mà Hoài đánh dấu như này chính là cái thanh nến mà chúng ta bị dừng lỗ. Sau khi cái thanh nến này giá nó break xuống cái đường biên dưới của cái hộp như thế này, lại bật lên trên, anh chị thấy không ạ? Nó không có giảm xuống tiếp tục mà nó lại bật lên trên, nó lại để lại thêm một thanh pin 3 nữa. Thêm một thanh pin 3 nữa. Và tiếp tục nó cứ tiếp tục tích lũy là bên trong cái chiếc hộp này, và đột nhiên nó break lên trên cái đường EMA. Break lên trên đường EMA bằng một thanh nến tăng đóng cửa rất tốt. Và đúng là theo nguyên tắc nha, đúng là theo nguyên tắc cú nén với đường kháng cự. Trong trường hợp này đường kháng cự chính là cái đường biên trên của cái hộp, thì đây chính là cú nén. Đúng không ạ? Đây chính là một cú nén đạt đủ mọi tiêu chí của chúng ta rồi. Giá break lên trên đường EMA và hoàn thành cú nén với đường kháng cự, chúng ta ngay lập tức chúng ta vào lệnh mua buy stop phía trên đỉnh. Đúng rồi, đúng không ạ? Buy stop phía trên đỉnh, hãy vẽ lại cho anh chị xem. Đây, buy stop phía trên đỉnh nè. Dầu lỗi chúng ta đặt dưới đáy của thanh nến này. Đó, chính là một giao dịch mua của chúng ta đó anh chị. Bây giờ chúng ta đang có khoảng 1 R lợi nhuận rồi. Và anh chị nhớ nha, cái re-entry chúng ta chỉ áp dụng khi nào chúng ta thấy là sau khi chúng ta bị dừng lỗ nhưng giá lại không có đi theo cái hướng ngược lại đó, mà nó lại tiếp tục quay ngược trở lại đi theo cái hướng ban đầu của chúng ta dự định, thì chúng ta được quyền vào một cái lệnh lại nữa, hoặc là chúng ta tìm cơ hội để chúng ta vào tiếp tục theo cái hướng đó, chúng ta không có bỏ cái hướng đó nha. Đó, thì với thời điểm hiện tại Hoài kỳ vọng vàng nó sẽ có một đợt tăng trưởng lên tới cái vùng 2075, chính là cái vùng đỉnh trước đó. Đây cũng chính là cái vùng mà chúng ta có thể canh chốt lời trong thời gian tới. Ok, tiếp theo Hoài sẽ nói về vàng bạc. Vậy bạc không có giao dịch nào cả và thị trường nó cũng rất là xấu. Hoài sẽ nói về dầu. Dầu chúng ta sẽ có một giao dịch chúng ta sẽ có một giao dịch rủi ro nha, mang tính rủi ro cao. Đấy, mang tính rủi ro. Anh chị nào tinh lý thì anh chị có thể thấy được ngay cái cơ hội chúng ta đang là gì. Đó là chúng ta có thể mua ngay tại cái thanh đỉnh này. Mua ngay tại thanh đỉnh này. Và vì sao? Vì thứ nhất nó đã break lên trên cái đường xu hướng nè. Thứ hai nó đã break lên trên cái đường EMA. Thì anh chị nhớ khi mà giá vừa break lên trên đường xu hướng và đồng thời lúc đó nó cũng phá vỡ luôn đường EMA, thì chúng ta có thể vào một lệnh với cú nén biến thể. Đúng không ạ? Cú nén biến thể với đường xu hướng. Buy stop phía trên đỉnh, dừng lỗ phía dưới đáy cái thanh đỉnh này. Kỳ vọng chốt lời rất là cao, đó là cái lời ngay tại đỉnh trước đó quanh 128. Anh chị nếu cảm thấy cái kèo này rủi ro cao, chúng ta giảm cái khối lượng lên lại 1/2 là ok. Tiếp theo Hoài sẽ nói về thằng Uji. Uji là một con ngựa anh chị, rõ ràng là một con ngựa chiến, nó cứ tăng hoài mà nó không có điều chỉnh luôn.
Đấy, nó có một đợt điều chỉnh nhỏ, nhưng mà thậm chí cái đợt điều chỉnh này nó cũng không có về được cái mức trung bình là đường trung bình nữa. Đó, nó cứ tăng tiếp tục như này thôi, và rõ ràng chúng ta không thể nào làm được gì với nó cả, cứ để cho nó tăng thôi. Nó kiểu như giống như một con ngựa không yên á chị, con ngựa không cương nó đi mất tiêu rồi. Chúng ta không kiểm soát được nó và chúng ta kệ nó thôi, muốn đi sao đi. Chúng ta nói về cái thằng USF, USF chính là một con ngựa mà chúng ta hoàn toàn có thể có cương, có yên đàng hoàng. Đấy, chúng ta có thể kiểm soát được nó và chúng ta có thể kiếm lợi nhuận từ nó. Đấy, tuần vừa rồi Hải thấy Hải đã có một giao dịch mua với thằng USF nhưng lệnh không khớp cho nên chúng ta hủy lệnh. Nhưng ngay lập tức ngay sau đó giá bắt đầu break ngược lên trên đường trung bình và tạo cú nén với đường kháng cự nè. Đường kháng cự là cái đường ngang nè anh chị. Đường kháng cự là cái đường ngang này nè. Cái đường EMA là cái đường bên dưới nè. Thì đấy, rõ ràng cái khúc giữa này chính là cú nén với đường kháng cự đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta mua ngay tại thanh này là đúng rồi chứ gì nữa, vì đó là thanh nến cuối cùng đó. Đấy. Đồng thời nha, đồng thời anh chị cũng có thể, nếu tinh ý có thể nhận ra đây chính là mô hình vai đầu vai ngược nè. Đây là phần vai trái nè, đây là phần đầu nè, và đây chính là phần vai phải nè. Đó, chính là mô hình vai đầu vai ngược chứ gì nữa. Đúng không ạ? Và một lệnh ngay tại đây chính là rất là hợp lý, rất là chính xác luôn rồi. Ngay lập tức chúng ta đã có được khoảng 1 R rồi, 1,5 R lợi nhuận rồi. Tiếp tục chờ đợi, chúng ta canh chốt lời quanh 0,95 nha anh chị. 0,955 luôn, cao hơn cũng có thể được nữa. Ok, tiếp theo nói về USD. USD chúng ta vào một cái lệnh rủi ro trong tuần vừa rồi, chúng ta kỳ vọng là USD sẽ có một đợt tăng trưởng. Nhưng nhà anh chị nhớ nha, buy mua ngay tại thanh này, chúng ta chọn thanh này để chúng ta mua thì chúng ta buy stop phía trên đỉnh nè. Nha, buy stop phía trên đỉnh. Để hỏi về cái này được cái. Đúng rồi. Buy stop phía trên đỉnh, nhưng mà dừng lỗ chúng ta phải đặt cách dưới đáy một chút xíu nha. Cách dưới đáy một khoảng để tránh cái việc là chúng ta bị dính cái stop hình, tức là sao, tức là những cái đợt quét stop loss đó, giống như cái đuôi của thanh này. Đấy, anh chị thấy cái đuôi được đó, cái đuôi này rất là một cái đuôi rất là nguy hiểm, và nếu anh chị đặt stop loss gần một chút thì chúng ta đã bị cán dừng lỗ rồi. Nhưng nếu anh chị đặt stop loss cách xa ra một khoảng để tránh được cái việc quét stop loss thì cái lệnh này của anh chị vẫn còn sống và chúng ta vẫn còn hoàn toàn có cái kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nếu rủi ro xui anh chị bị dính stop loss không sao cả, chúng ta vào lệnh lại và chúng ta đặt stop loss lại, đúng không ạ? Kỳ vọng tiếp tục một cái đà tăng. Vì sao? Vì USD vẫn có khả năng tăng trưởng trong thời gian tới, vì nó đang chuẩn bị nó break lên trên đường EMA rồi nè, và đồng thời nó phá vỡ lên đường kháng cự rồi. Ok, EU nha. EU thì vẫn kỳ vọng một cái đà giảm nha anh chị. Tạm thời hồi vẫn chưa có giao dịch nào, nhưng mà chúng ta có thể chờ đợi cú nén với đường hỗ trợ nè. Đấy, cú nén với đường hỗ trợ. Đường EMA tiến dốc xuống, ta tiến hành sell khi giá break xuống đường hỗ trợ này. Ok, Hải sẽ nói về thằng GU. Nếu mà Hải phân tích hơi nhanh quá thì anh chị có thể hỏi lại bằng cái comment bên dưới nha, Hải sẽ trả lời lại cho anh chị. GU tiếp tục kỳ vọng một cái, không phải tiếp tục mà là chúng ta đã có một cái giao dịch bán GU, giao dịch bán GU đang để mở, và sau cái thanh nến này, sau cái thanh nến bật tăng lên này, sau cái thanh nến bật tăng lên này thì rõ ràng nghĩ là anh chị nên đóng lệnh ngay thời điểm hiện tại. Mức lợi nhuận chúng ta có được khoảng 1,5 R, không quá cao nhưng cũng chấp nhận được rồi. Vì sao? Vì thằng GU nó đang bị chặn lại bởi một vùng hỗ trợ 1,3 nè, vùng số tròn 1,3 nè. Anh chị này chưa hiểu vùng số tròn xem lại bài số 2 Performance Price Action nha. 1.3, và cũng là một cái đường đáy trước đó. Anh chị thấy nó đang phản ứng lại cái vùng này đúng không ạ? Đấy, phản ứng lại cái vùng này thì chúng ta không có dại gì mà chúng ta giữ lệnh để mà kỳ vọng là giá sẽ phá luôn cái đường này, vì cái khả năng kỳ vọng đó bị thất bại là rất là cao, cho nên chúng ta nên đóng lệnh và chúng ta tiếp tục chờ đợi. Nếu mà nó phá vỡ, nó tạo cú nén mới ha, nó tạo cú nén mới với đường hỗ trợ bên dưới thì chúng ta cứ tiến hành sell khi giá break lên xuống, break xuống cái đường hỗ trợ này. Ok, tiếp theo họ nói về thằng NU. NU tuần vừa rồi hai kỳ vọng một cái đà tăng, nhưng rõ ràng thị trường đã không cho ta cái điều mà chúng ta kỳ vọng rồi. Nó break xuống đường xu hướng nè anh chị, đường xu hướng kéo dài nha, rất tốt nha. Break xuống đường xu hướng nha, đóng cửa bên dưới đường EMA nha, và đường EMA chuẩn bị dốc xuống. Đây rõ ràng là một kèo mua, một kèo bán khống rất tuyệt vời đúng không ạ? Sell stop dưới đáy nè, dừng lỗ phía trên đỉnh nè. Nên anh chị thấy dừng lỗ cao quá, có thể đặt dừng lỗ quanh mức này là ok rồi ha, không cần phải dừng lỗ cao ở trên. Hay nghĩ là đặt dừng lỗ ngay cái mức thấp như vậy là ok rồi. Đó, mức này là rất là ổn rồi. Kèo sell chúng ta đây là sell với setup là gì anh chị? Với cú nén với đường xu hướng biến thể,
khi cái thanh nến này vừa phá vỡ đường xu hướng và cũng vừa đóng cửa bên dưới, phá vỡ đường trung bình luôn, thì chúng ta có thể sell. Ok, chúng ta canh chốt lời quanh 0.65 nha anh chị. Tiếp theo sẽ nói về thằng AU. AU cũng kỳ vào một cái đà tăng nhưng thị trường lại làm ta thất vọng rồi ha. Chúng ta bỏ cái kế hoạch giao dịch mua này. Và đặc biệt là sau khi giá nó đã tạo một cái cụm nến, anh chị để ý ba cái thanh nến nha. Để ý ba cái thanh nến này. Đấy, một cụm ba cái. Đó, cái cụm này nè. Cụm này là cụm nến gì anh chị? Đây là cụm nến sao ban chiều hay còn gọi là sao hôm đó, morning evening star đó. Evening star. Vì sao evening star tức là sao? Chúng ta thấy có một nến tăng. Đấy, có một nến tăng thứ hai để làm cái đuôi và cái nến thứ ba là một cái nến giảm và đóng cửa bao bọc cả hai nến trước đó, đóng cửa thấp hơn cái đáy của hai nến, đáy giá đóng cửa của hai nến trước đó, thì rõ ràng đây là một cụm nến evening star. Nó giống như một sự đảo chiều tăng đuối sức giảm, đây chính là một cái đỉnh, đúng không ạ? Đây chính là một cái đỉnh, rất là khả năng cao là một cái đỉnh rồi. Tiếp tục kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhưng chúng ta chờ đợi cái cú nến khác để chúng ta có thể sell. Tiếp theo Hoài sẽ phân tích chứng khoán Mỹ nha anh chị. Một lần nữa, nếu anh chị nào muốn có nhu cầu giao dịch chứng khoán Mỹ, mở tài khoản Currency, Hoài để link bên dưới phần mô tả cũng như là comment đầu tiên để được tặng cái phần thưởng tiền điện tử lên đến 100 đô và được giảm 12% phí giao dịch trong 6 tháng nha anh chị. Ok. Với thằng SPX tức là cái chỉ số chứng khoán Mỹ, chúng ta đã có một cái lệnh giao dịch mua rất là tốt trong tuần vừa rồi và thời điểm hiện tại chúng ta tiếp đứng ngoài nha anh chị, đứng ngoài. Kỳ vọng giá break lên trên đường xu hướng của Hải đã không thành hiện thực và chúng ta bỏ cái giao dịch này. Chúng ta bỏ cái cơ hội này. Chứng khoán Mỹ nó bắt đầu đi vào cái đà phân phối, đi vào cái đà phân phối tức là nó không có tăng được nữa. Chúng ta bắt đầu chốt lời những giao dịch mà mua mà chúng ta đang có. Với thằng D, cổ phiếu Dominion Energy này, chúng ta đang có thời điểm hiện tại chúng ta đang có khoảng 3 rồi lợi nhuận rồi nha anh chị. Với lại cái thanh nến hay đánh dấu ít này nè, là một nến giảm có cái biên độ lớn hơn nhiều nến trước đó, rõ ràng đây là một dấu hiệu đóng lệnh, đóng lệnh ngay tại mức giá này với cái mức lợi nhuận hiện tại 3R rất là tốt rồi nha anh chị, rất là tốt rồi ha. Ok, tiếp theo là DUK. DOK Hoài cũng khuyến nghị anh chị chốt lời, chúng ta vào ngay tại cái thanh này. Vì sao vào tại thanh nến mũi tên này? Vì đây chính là thanh nến cuối cùng trong cú nến với đường kháng cự, đường chính là cái đường ngang này nè, chính là cái đường ngang này, đường EMA bên dưới, đường kháng cự bên trên, cú nén với đường kháng cự break lên trên chúng ta mua vào, và dần dời cái dần lỗ lên trên. Sau khi thấy một cái thanh nến giảm có biên độ lớn và đóng cửa, ngay lập tức chúng ta đóng lệnh tại mức giá đóng cửa, hoặc là chúng ta dời stop loss, hoặc là chúng ta dời stop loss từ dưới lên trên. Nếu bây giờ vậy thì chúng ta cũng bị dính stop loss rồi và chúng ta đóng lệnh thôi, cũng không có gì khác nhau cả, đúng không ạ? Rồi chúng ta đóng lệnh. Vì cũng một lý do nữa chúng ta nên đóng lệnh, bởi vì giá bắt đầu tiến sang cái giai đoạn đi ngang trong một cái hộp rồi. Chúng ta không có dạy, chúng ta giữ lệnh khi giá đang đi ngang trong một cái hộp nha anh chị. Đấy. Nếu mà giá break lên trên hộp thì chúng ta tiếp tục mua vào, nhưng mà nó cứ đi ngang như vậy thì chúng ta cứ đóng lệnh để chúng ta chốt lời cái đã. Ok, DOK vậy là xong rồi nha. Với cái thằng mà C nè, cái mã mà siêu E nè, Hoài kỳ vọng cú nén với đường kháng cự, tích lũy bên trên đường EMA và bên dưới đường kháng cự, nhưng thời điểm hiện tại chưa, kịch bản nó chưa xảy ra. Tiếp tục chờ đợi nha anh chị, tiếp tục chờ đợi xem nó có xảy ra hay không. Với mã ACI, thằng Amberson nè, anh chị muốn xem cái mã đó tên là gì, anh chị nhìn qua cái góc bên trái nha. Đấy, nhìn góc bên trái này anh chị sẽ thấy chính xác cái mã đó tên là gì. Ok, với thằng ACI này thì cái kịch bản nó tạo cú nén với đường xu hướng nè thì chưa hình thành, chưa, nó lại nằm bên dưới rồi đó, nó để đóng cửa bên dưới rồi. Thì khả năng nó break lên trên cũng hơi là thấp, cho nên tạm thời cái thằng ACI này chúng ta bỏ ra ngoài danh sách theo dõi nha anh chị, không cần phải theo dõi nó nữa. Cái thằng Costco này lại là một cái thằng chúng ta có thể theo dõi trong tuần tới và chúng ta có thể vào lệnh mua trong tuần tới. Costco nha anh chị, mã COST đang tạo cú nén với đường xu hướng nè, đường xu hướng dốc xuống nè, đường EMA dốc lên nè, tạo cú nén với đường xu hướng, tích lũy đến điểm cuối cùng, đóng cửa một phát, nến tăng đóng cửa một phát, chúng ta tiến hành mua lên, kỳ vọng một cái đà tăng của nó. Ok, tiếp theo là mã cổ phiếu cuối cùng, mã STAG ha, STAG, STAG. STAG kỳ vọng một cú phá vỡ lên trên và chúng ta mua ngay tại cái đường đỏ ở trên, nhưng lại
cái kèo chúng ta đã không được khớp vì giá break xuống dưới rồi. Đấy, anh chị hủy lệnh nha, hủy lệnh. Và rõ ràng là chúng ta không nên theo dõi cái thằng STAG nữa vì nó đang đóng cửa bên dưới đường EMA rồi. Đấy, cái khả năng nó break lên trên rất là thấp và chúng ta không nên mua khi giá đâm bên dưới đường trung bình. Ok, trên đây là cái video phân tích vàng, forex và chứng khoán Mỹ theo Price Action. Anh chị thấy hay, chia sẻ cái video này lên Facebook giúp Hoài nha, hoặc là subscribe kênh YouTube và bấm nút vào quả chuông kế bên để lại comment tôi quan tâm hoặc một cái thị trường mà anh chị cần phân tích bên dưới, cũng như là thắc mắc bất kỳ của anh chị. Xin chào anh chị, chúc một tuần giao dịch đầy lợi nhuận.